Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 98 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Mọi người có thấy anh em mình vừa cậu được con phi thuyền đã chiến không? Mình không? Con phi thuyền của anh em mình nó gọi là đẳng cấp, gọi là khá là nhất Việt Nam đấy. Chưa dám nói nhì đâu, nhưng mà nhất thì chắc là có đấy. Thôi, điều một tí thế thôi. Hôm nay anh em mình vừa cậu được con quái thú, nó gọi là gì nhỉ? Ở dưới biển thì nó gọi là gì nhỉ mọi người nhỉ? Con tàu lượn đấy, con tàu lượn mà được anh em mình đi ở trong Thanh Hóa mà. Đổ cua thôi rồi, quén mà. Con tàu lượn giống như kiểu trong Thanh Hóa ở bãi biển Hải Tiến anh em mình đi ấy, mà nó bùng lên đấy. Calo gì đấy. Nhưng mà con này lại đặc biệt hơn một điều mọi người ạ. Con này đây, cho ra đây mình sẽ review cho mọi người xem một chút về con siêu xe của anh em mình. Thấy chưa? Mọi người đã thấy chân chân chơi chưa? Sau đây mình sẽ review cho mọi người con quái xế của anh em mình nha. Đây là một chiếc phi thuyền gọi là 2020 có những chức năng như sau: bật để nổ, có gương chiếu hậu, đây là gương chiếu hậu nhá, đây gương chiếu hậu, đây là cần số, vào số thì sẽ giảm ga và giảm. Còn đây là sẽ là số lùi của nó. Em nó có thể đi tiến và lùi đây nhá, số lùi đây. Đó, có thể đi tiến, đi đây, lùi đây. Ở dưới gầm thì có 3 bánh nhá mọi người nhá. Gầm cao máy thoáng 3 bánh, 1 2 3 này. Và ở đằng sau đây. Đằng sau này đây là một chiếc bánh lái hiệu Toshiba Nagakawa của đời Tống. Bánh lái là tàu thủy đấy. Còn gì nữa nhỉ? Xi nhan đây, một bộ đôi xi nhan được tậu từ Đức về nhá. Có giá khoảng tầm 2.000 đô mua riêng bộ đôi xi nhan này. Anh ơi, đây có cả quả đo xăng này. Đo xăng. Đây là bình cái gì gọi là đồng hồ xăng và. Còn đây là hộp xăng này. Đấy, hộp xăng nhưng mà hộp xăng đừng có vặn lung tung. Đấy. Bây giờ Và sau đây là sẽ là màn dùng siêu xe đi tán gái của Mao Đệ nhé mọi người nhá. Trước tiên là anh em mình sẽ lượn một vòng quanh làng xem có gì hot không đã. Thôi ông ơi. Tí nữa thử cho Mao Đệ lái xem sao nhé. Ok. Tí nữa. Tí nữa mình bây giờ mình sẽ lên hẳn chỗ sân bóng ấy, chỗ nó rộng thì cho Mao Đệ thử lái thì nó sẽ không bị nguy hiểm. Ở trên đấy nó rộng mà, với lại xe này là xe ba bánh thế nên là sẽ không bị lật liếc gì ấy, thế nên là không lo lắm. Nào đi. Okay. Lái nhé, mình đi chậm lắm rồi nhỉ. Cho Mao Đệ học lái, còn sau còn tán gái tự lái người yêu.
này. À, quả xì nhan áp quyết đấy. À, bây giờ sẽ cho Mao Đệ chở mình nhá mọi người nhá. Ok. À, chỗ này là thoáng mà đang an toàn rồi, đi thoải mái rồi. À, bây giờ đây, anh dạy nhá. Mở khóa okay. lên để mà thôi, mày cứ thoải mái tẹt ra đi, không sợ. Gật người lại là dừng lại à? Không, đây là số. Đây là số. À, thế này là đi. Đấy. Bên này phanh bên này. Okay. Bên này số lùi thì kệ nó, không tính tí nữa tính sao nào. Okay. Giờ sẽ cho Mao Đệ đi thử xe để sau này mà có bạn gái là ok là xuống lấy xe bơm hết. Này. Ok luôn. Riêng một cái xe này nhá, mày biết mày chở được bao nhiêu con quên. Bao nhiêu gọi là cân cám ở đằng sau không? Yeah. Chở nhá. Nếu mà chở được bao 4 cô. 1 người, 2 người, 3 người, 4, 50 cô. 5 người nhá. 5 người nhá, xong rồi lại còn hai bên này là đi gọi là thoải mái, ngồi thoải mái luôn nhá. Cứ quả tính sơ sơ phải tầm 15 cô. Thôi bây giờ đi đi. 15 đứa bạn gái mời cứ tán tẹt rồi đấy. Ok. Oh, hello. Đầu tiên là để lên. Rồi. Quay. Đấy. Ok. Mọi người ạ, như kiểu năm mà du thuyền ấy. À, đây. Đảo qua một vòng đi. Từ từ nổ máy đi. Tao cho mày đi số lùi. Lùi ai dạy em số lùi ạ? À? Rồi dạy mày số lùi nhá. Ok. Rồi. Đấy. Rồi, ok. Số lùi này thì đi về. Số lùi mình phải cẩn thận nhá. Đây, nhìn gương này, gương chiếu hậu này. Đấy, cẩn thận tính. Đấy. Nói chung là Mao Đệ đi được cả số lùi số tiến rồi mọi người ạ. Mình xe gì cũng đi được mọi người ạ. Rồi, chết rồi, này mình lại trừ xe máy mình không dám đi đâu. Đấy, đúng rồi. Xe này đi an toàn được nhá mọi các bạn nhỏ, không nên học là bắt chước là đi xe máy đâu nhá. Xe này không phải là một dạng xe máy mà nó là xe thuyền. Đấy, nó gọi là thuyền, lái thuyền. Sau này Mao Đệ còn lái cả máy bay nữa cơ. Không học được theo Mao Đệ đó nhá. Mình phi công không? Bây giờ sẽ đến cái màn cho Mao Đệ xem có đứa nào đi tán để tán không? À, trước khi tán là phải có cái gì đấy. Giả dụ như con gái là thích hoa. Đấy, bây giờ sẽ mình sẽ cho Mao Đệ ra chợ mua hoa nhá. À. Thẳng đi thẳng.
tử phải tiến hẳn sang đi nào. Rồi. Đi chọn hoa nhưng mà không cần phải xuống ba, xe nữa. Ba bán cho cháu một bó hoa, cháu đi tặng đi, người yêu. Đi yêu người yêu cái. Không, đây là hoa nhà giáo Việt Nam à. Không, hoa người yêu cơ. Hoa người yêu là phải hoa hồng. Đấy. Hoa hồng. Hoa cái lợn có không? Không. Hay là thế đây hoa hồng đây đi. Đây, mua em mua hoa đấy. Thì mày là mày thích nhỉ? Hoa nào tán được người yêu bà? Hoa đấy á. Không nữa thì phải đặt chứ, đặt thôi người yêu còn làm có tròn, còn có tròn nó đẹp. À đây. Đâu? Đây. Cho bà mượn thử cái kính này đổi, ba đổi không? Ba đổi không? Đổi luôn. Đổi không? Đấy. Nào. Quả đấy đỉnh gần siêu hồng đấy. Đấy. Ý. Đúng. Một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa. Một cái nữa. Có hoa này quá đỉnh mà. Đấy. Tán được người yêu luôn. Không, ba cái này. À, bốn cái đi. Hả? Cái này đẹp chưa? To chưa? Ôi, không được, bốn cái thì nó lại... À đây, đây, bốn cái nữa. Ba làm gì có bó nó đẹp như bó này. Bó này cháu tự chế ba về bán rẻ vào đấy. Bao nhiêu tiền? Bó này á, lấy 50.000 thôi. 50.000 á? 50.000 là... Là hữu nghị đây, 50.000 là thế nào? 5.000 thôi. Không được, 5.000 không được, 60.000. 60.000 á? Ôi ba. Giảm, không. Không giảm lại tăng như này, chết rồi. Bó này. Đấy là bán hết nghỉ này, bán hết nghỉ cho người nổi tiếng đấy. Có 4 bông. 4? 4 bông thì 4.000. Thôi giảm tiền đi, để về. Không có tiền. Không có tiền mà đi mua hoa. Thì cho em mượn tiền. Tao không có tiền. Thế làm nào? Cắm xe. Không. Xe này xịn. Đây, cho mày mượn hẳn 70.000. Không mua được, tiền sới ai mua được. Anh chỉ có tiền không, anh có Tư. Tiền đấy. Xem nữa, nhà toàn đô la thị trường. Điên này, chìa khóa xe xịn đấy. Thì anh không có tiền, anh bảo em đi mua hoa, mày có nghỉ không? Rồi, nào, im. Đấy, bà lấy chưa? Ở đây ca này tiền nhá. Có gì bạn? 50.000, bà 45.000 thôi. Đi, thôi, thế thôi, được rồi. Thôi, cháu mua nhé. Mà sao mày không lấy bó mà mày lại lấy... Ăn mà đem không lấy mà cả. Không lấy bó lại lấy kia. Mua cái này nó mới đỉnh. Anh có thấy ai có bó hoa cao như này không? Đi nhanh lên, không... Có hoa này mới có 4 nhiều. Đi về thôi, không có hoa. Ok, ba thấy cháu hơi bị đỉnh ấy. Đấy. Đánh xe để lùi nào. Nào. Tất cả kiểm tra. Làm cái lắc hoa này ngay. Để mau đi tán đi yêu à. Làm đứng. Không, làm này mới đỉnh này. Thank you.
tưởng hoa này á. Giới thiệu xe đẹp đấy. Hoa này luôn. Đây. Lên xe luôn, lên xe luôn. Chủ em lên xe luôn. Đi đến rồi nha. Quy tín đây nhở. Ôi, anh không chạy mất rồi, anh chạy mất rồi. Với anh thì anh cứ phóng quê, con rồi đi tí luôn rồi. La 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 la. Đối tượng tiềm năng à? Sống không? À? Đây không phải là gu của em. Lại còn kèn cá trộn canh nữa, tối mẹ rồi. Gu, gu của em à? Phải to, phải cao, phải xinh. Lên lên em nọ. Phải mập. À mập à? Xinh như con linh tinh. Con này ơi, con này ơi. Con này ơi, lấy con cá chị không? Không. Xinh cực. Gầy. Em. Không, phải béo, to. Ê, đấy chưa? Có cái bộ à, gọi là à, cái này của em thì gọi tất cả không? Ui, em ấy không ở cổng nữa đâu. Đi ngủ hết rồi. Đi ngủ hết rồi. Nên là bây giờ tôi đi làm một vòng về nhà đã. Anh em mình ngồi lên chiếc xe này không thấy cái đứa con gái nào nó chạy long quang. Hay là nó thấy anh xấu quá nó nấu hết thì. Còn lại bố. Thế thế. Hay là. Có khi em đi một mình nó bọn nó ra đời cổng rồi. Quá đẹp thế rồi. Chắc là mồm mày hôm nay không đủ quyến rũ. Rũ đâu mà rũ. Hay là xe này chưa đủ đẹp. Ủa, chắc xe thế. Này cực kỳ chất rồi. Thôi hẹn mọi người ngày mai anh em mình sẽ trang trí lại con xe này, bắt đầu là sẽ cho đầu tư cho bao đội một gọi là modem gọi là gì nhỉ, một mod mới đấy, để cho bao đội tạm đá nhá. Hôm nay thực sự là nó tối mất rồi, lượn khắp nơi khắp kia các kiểu không thấy đứa nào đâu. Thôi chào tất cả mọi người nhá. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment, một đăng ký kênh ở chung bên cạnh nha. Bye.
mọi người muốn anh em mình test chiếc xe này ở phóng ở dưới nước thì nhớ comment ở dưới nhá. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. 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 Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nha. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.